Hôm nay sẽ là một loài chó cảnh có nguồn gốc từ nước Anh. Nó có biệt danh khá vui nhộn là chó bỏ túi vì kích thước khá nhỏ của chúng. Nhưng đôi khi chúng cũng hay rất cáu kỉnh và hung dữ. Thật là một mô hình đáng để làm phải không nào? Chúc bọn em may mắn nhé.